Chuyên mục đọc sách giùm bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục đọc sách hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị hình ảnh của người môn đệ được mệnh danh là tông đồ được Chúa yêu thương trong lá thư ngỏ gửi Gioan. Trong quyển sách Như trái mắm của linh mục Bio Ngô Phúc Hậu. Gioan thân mến, tớ không được thầy tuyển chọn vào nhóm 12. Tớ chỉ đứng ở ngoài để dòm, để nói. Tớ thấy cậu là một nhân vật sáng sủa nhất trong nhóm. Lúc nào cũng ở kế bên thầy, lúc nào cũng được thầy quan tâm và triều mến. Cậu là thần tượng nho nhỏ của tớ. Thế rồi, bọn tớ đổi ý, đánh giá cậu thấp tè tè. Hôm ấy, ba mẹ con của cậu đến quỳ mọp phía chân thầy, có vẻ xung xoe, có vẻ nịnh hót. Ba cặp mắt thấy, thầy đôn hậu hỏi han: Ba muốn gì đấy? Cứ nói tự nhiên đi. Thưa thầy, khi thầy làm vua thì xin cho hai đứa con của tôi, một đứa làm thủ trưởng, một đứa làm tổng tư lệnh quân đội. Thế hai chú mày có dám vào xin ra tự với thầy không? Thưa, chúng con sẵn sàng sống chết với thầy. Nếu muốn sống chết với thầy thì thầy cho ngay, nhưng còn làm thủ tướng hay làm tổng tư lệnh thì hãy xin với Chúa Cha. Giọng nói hấn hỉnh của thầy làm cho ba mẹ con của cậu sụ mặt xuống. Quê, xấu hổ quá. Tớ liếc mắt nhìn người ông bạn của cậu thì 10 cặp mắt huyết dài, 10 cặp môi trề ra, bất mãn ra mặt. Từ câu chuyện tồi tệ này, tớ bắt đầu có thành kiến xấu về cậu. Tớ lầm mò về quá khứ và thấy chân dung lem luốc của cậu. Hai anh em nhà cậu được thầy sai đi tìm một chỗ nghỉ qua đêm. Hai đứa đi như bay đến một ngôi làng gần nhất. Ngôi làng này có nhiều kỷ niệm đẹp, ai cũng mến thầy. Nhiều nhà đã từng mời thầy dùng bữa. Tới nhà thứ nhất, cậu niềm nở chào. Chào bác ạ. Hai chú mày đi đâu đấy? Thầy chúng con muốn bác cho chúng con ngủ nhờ một đêm mà. Thầy cho các chú đi đâu vậy? Chúng con về thủ đô Jerusalem dự lễ Phục Quá. Tưởng thế nào? Nếu thầy cho các chú đến thăm người Samaria chúng tôi thì chúng tôi sẵn sàng đón tiếp, hân hạnh lắm. Nhưng vì thầy trò các chú đi dự lễ vượt qua ở thủ đô Jerusalem thì chúng tôi xin miễn. Hai từ vượt qua và Jerusalem được phát âm nhẹo nhạo một cách cố tình, để chế giễu, để khiêu khích. Hai anh em tái mặt, rút lui, vừa đi vừa chửi thề. Vào nhà thứ hai thì tình trạng cũng y như thế. Hai anh em hậm hực ra về. Vừa gặp thầy, cậu đã hầm hầm báo cáo, vừa nói vừa đắm tay vào không khí. Xin thầy cho phép chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu rụi tụi nó đi. Tại sao mà làm hung dữ vậy? Tại không đứa nào chịu cho thầy nghỉ trọ, chỉ vì thầy đi lễ ở Jerusalem. Lẽ ra chúng nó phải quỳ xuống mà xin thầy vào ở mới đúng. Tổ sư chúng nó. Thầy đến không phải diệt mà để cứu. Người ta không cho mình trọ thì mình đến nơi khác. Không biết tên quỷ nào đã xúi chúng con nghĩ như thế. Nghe thầy mắng, mắt cậu xa sầm. Cậu làm kinh không nói. Nhưng tớ biết là cậu chưa đồng thuận với thầy đâu. Thầy vỗ vai cậu, sợi lợi nói đùa để cậu hạ nhiệt. Ôi con nhà sắm,
Ôi ông Thiên Lôi, hai anh em nhà cậu cười tủm tỉm để chống thẹn. Hôm ấy cậu đi truyền giáo, cậu gặp một người trừ quỷ. Ông ta cũng nhân danh thầy Giê-xu để trục xuất quỷ. Quỷ cũng chịu bỏ chạy. Cậu lên mặt nạt nộ, cấm ông ta không được lấy tên thầy để trừ quỷ. Ông ta nín khe, không dám cãi lại cậu. Thế là mũi cậu phỏng lên. Cậu về nhà vừa báo cáo vừa khoe công với thầy. Thưa thầy, con gặp một người nhân danh thầy để trừ quỷ. Con cấm hắn vì hắn không thuộc về phe ta. Người lấy tên thầy để trừ quỷ thì là bạn. Người ta thương mình, quý mình thì tại sao lại cấm người ta? Doan thân mến, tớ thương cậu rồi thương thương, tớ quý trọng cậu rồi thôi trọng thư quý. Nhưng thầy thì vẫn thương yêu và chiều mến cậu. Đặc biệt là trong bữa tiệc ly, cậu được ngồi kế bên thầy. Cậu tựa đầu vào ngực thầy, y như đứa trẻ con dành mẹ cho riêng mình. Việc Giuđa phản bội, thầy bật mí cho một mình cậu mà thôi. Cứ vừa nhìn cậu, vừa nhìn thầy, tớ lại hiểu thêm được một chút về thầy. Ánh mắt của thầy, nét mặt của thầy khiến tớ phải nghĩ lại về cậu. Nghĩ mãi tớ hơi ghét cậu, và bắt đầu lại thấy cậu tuyệt vời. Cậu là dân Galilee, làm nghề chài lưới. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để đánh giá cậu là ai rồi. Cùng đinh sát tháo. Thế mà cậu lại quen thân với thượng tế, người ngồi trên chức bô của xã hội. Cậu quen biết từng gia nhân trong dinh thượng tế. Cậu quen từ cô gác cổng cho tới anh vệ sĩ. Cậu nói nhỏ với cô gác cổng để đưa Phê-rô vào dinh. Phê-rô lấm lét đi sau lưng. Phê-rô lấm lét đi sau lưng cậu y như bé mầm non theo cô giáo đi vào hội chợ. Cậu biết rằng bị Phê-rô chém đứt tay tên là Man-cô, và Man-cô có bà con với anh chàng đang ngồi sưởi bỗng chỉ mặt Phê-rô mà nói: anh cũng ở trong nhóm Giê-xu. Hồi nãy tôi thấy anh ở trong vườn cây dầu. Tớ đón mò mãi mà vẫn không hiểu mọi những điều vừa nói. Tớ chỉ biết cúi đầu lạy cậu ba cái. Nhóm 12 được thầy coi như bạn hữu. 3 năm trời gắn bó với nhau, gian khổ với nhau, vinh quang bên nhau. Thế mà giờ phút cuối cùng, khi thầy tắt thở, tớ thấy dưới chân thập giá chỉ có một mình cậu mà thôi. Ngoài tên phản bội là Giuđa, còn bao nhiêu thì chạy trốn mất dạng hết. Thế mới biết cậu vĩ đại biết dường nào. Tớ chắp tay lạy cậu 3 cái nữa. Trước khi tắt thở, thầy gửi mẹ cho cậu. Giang, đây là mẹ của con. Mẹ nhìn cậu, cậu nhìn mẹ, hai ánh mắt gặp nhau, thân thương quá chừng. Nhìn mẹ, nhìn cậu, tớ bật khóc nức nở. Cảm động quá chừng, thương ơi là thương. Bao nhiêu tình yêu thầy dành cho mẹ, bây giờ thầy trút hết cho cậu. Bao nhiêu ưu tư của một đứa con hiếu thảo, bây giờ thầy trao hết cho cậu. Tại sao thầy không gửi mẹ cho Gia-cô-bê thứ? Nó đâu phải là người dân. Nó là cháu gọi mẹ bằng gì mà? Cậu được thầy tin tưởng như thế, vinh dự ngàn trùng. Từ đó, cậu rước mẹ về ở với cậu. Cậu được mẹ yêu, cậu chăm sóc mẹ thì ít, mẹ chăm sóc cậu mới nhiều. Hỏi còn ai trên đời này sướng hơn cậu không? Tớ chắp tay lạy cậu 4 cái. Sáng chủ nhật phục sinh, ai ra thăm mộ thấy mộ trống thì đều hoảng hốt và lo âu.
Chỉ có một mình cậu biết chắc là thầy đã sống lại. Chỉ một mình cậu biết thầy đích thân sắp xếp khăn liệm gọn ghẽ đâu vào đấy, rồi mới đi ra. Người ta ai cũng có mắt, nhìn thấy mà không hiểu. Cậu sống bên cạnh thầy, hiểu tâm tánh của thầy, thì cậu mới phát giác được điều đó. Tặng cậu hai chữ tuyệt vời. Cuối cùng, tớ cảm ơn cậu vì cậu đã nói một câu để đời. Tình yêu loại trừ nỗi sợ, ai sợ là chưa có tình yêu hoàn hảo. Chào cậu, cảm ơn cậu, ta cùng nhau yêu thầy và yêu mẹ nhé. Chúa đã thương con tình yêu, ôi quá nhiệm màu. Ngài đã yêu con từ khi chưa có hình hài. Tình Ngài yêu thương gọi con đi vào hiến hữu, được làm con cha ân huệ cao quý tuyệt vời. Lòng lớn lao.